3 giờ 14 mình đi ăn Lotte các bạn ơi. Ăn xong mình sẽ ghé lại tiệm Minh Baker nha. Đây, mình sẽ ăn KFC trước cái lộn Lotte. Mà các bạn nha. Đây là gà tuyết vàng ở Lotte nha các bạn. Các bạn nghe. Thôi. Có phim. Giờ mình sẽ cắt miếng ăn đi mô các bạn. Cũng được.